bật mí cách pha sundae mà các chị em phụ nữ ở trong Nam mình thường xuyên uống và thường nhắn tin gọi điện với em Trung Anh bảo là ở cái nội tiết của chị ấy đang kém, giờ uống cái gì ấy, thì em thường chia sẻ cái bột sundae đúng không ạ, và pha như thế nào để mình đạt được hiệu quả tốt nhất, uống một cách ngon nhất và mình có thể khôi phục được cái nội tiết của mình tốt nhất. Và bột sundae nó chính là bạn đồng hành của nội tiết của chị em phụ nữ. Mỗi một ngày mình chỉ cần một cốc bột sundae thôi nhá, là sẽ giúp bổ sung nội tiết tố trực tiếp vào người mình này, thải độc cho gan, cho thận, xử lý các vấn đề nám sạm tàn nhang từ bên trong, có thì coi là chân ái của sắc đẹp cho phụ nữ. Mình pha như thế nào ạ? Chị em mình hay lấy một cái thìa của sắn dây mình cho vào, sau đó chế cho em một ít nước nguội nhá, một ít nước nguội để mình đánh tan, đánh nhuyễn ra để cho nó không bị vón cục, đánh càng nhuyễn càng tốt. Sau đó cho em tỷ lệ 3 phần nước sôi, 1 phần nước nguội vào, xong mình khuấy lên, tức là trong trường hợp nó không quá chín mà cũng không quá bị sống. 3 phần nước sôi, 1 phần nước nguội là tuyệt vời. Và chị em nào mình muốn giảm cân nhá, mình không bị dạ dày, không bị viêm, không bị loét, không bị đau dạ dày ấy, thì mình có thể cho thêm 1 đến 2 lát chanh vào và uống trước ăn sáng khoảng 30 phút nhá, sẽ đạt được hiệu quả vô cùng tuyệt vời chị em nhá.